xã hội 12, 11 rút ngắn ở tháng thai kỳ thứ 5, siêu mẫu vẫn đầy quyến. Du trong bộ hình Valentine mới sau khi trở về từ chuyến công tác tại Hồng Kông hồi đầu tháng 02 vừa qua, siêu mẫu Hà Anh có thể nói, siêu mẫu Hà Anh là hình mẫu của những người phụ nữ hiện đại, có cá tính, là niềm cảm hứng bất tận cho nhiều những người phụ nữ đã, đang và sẽ có gia đình. Siêu mẫu Hà Anh khuyên các bạn gái nên hiểu rõ giá trị bản thân để luôn biết cách duy trì nét hấp dẫn của chính mình bất kể thời gian. Siêu mẫu Hà Anh để có được thân hình như hiện tại là nhờ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, khoa học mà cô đã tìm hiểu trong quá trình mang thai từ những ngày tháng đầu tiên cho đến nay. Hà Anh thường xuyên có những chia sẻ những kiến thức mà cô tích lũy được trong quá trình mang thai trên trang Facebook cá nhân dù mới đang tập làm mẹ từ mấy tháng nay. Siêu mẫu Hà Anh hiện tại, Hà Anh chủ yếu hoạt động tại thị trường trong nước, tập trung vào các vai trò MC, đạo diễn thời trang, giám khảo, huấn luyện các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, đại diện thương hiệu và là cây viết được nhiều người yêu thích, lấy cảm hứng từ hình ảnh của siêu mẫu Cindy Crawford trên V Magazine và cựu thiên thần nội y của Victoria's Secret băng trên. Siêu mẫu Hà Anh xuất hiện đầy mê hoặc trong bộ hình mới trong ngày tình yêu Valentine. Nguồn sao Sen A.